người đầu tiên ly hôn với hoàng đế Trung Hoa. Hoàng phi Văn Tú là vợ của vua Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh. Sau khi bị buộc xuất cung, Văn Tú không muốn vua Phổ Nghi cấu kết với người Nhật nên nhiều lần khuyên nhủ. Vua thấy phản cảm, dần lãnh đạm với bà, đặc biệt là khi họ chuyển tới nhà Tô dưới Nhật ở Thiên Tân. Vua thậm chí còn ngược đãi Văn Tú. Quan hệ giữa Văn Tú và vua Phổ Nghi càng thêm lạnh nhạt, tình cảm rạn nứt, không chút quyến luyến. Vì vậy, bà trốn ra ngoài tìm luật sư và lên báo tuyên bố ly hôn với vua Phổ Nghi để quần chúng đều biết. Một trong những lý do ly hôn chính là vua Phổ Nghi không hoàn thành nghĩa vụ của người chồng. 9 năm kết hôn nhưng Văn Tú vẫn là xử nữ.